đây là cái mình, và đây là cái đầu. Mình nhớ vậy đi, cứ mặc vô mình để đậu hoài đi, theo mặc định của em cũng mặc định sẵn rồi. Hỏi nó mất công chỉnh sửa gì cho má. Trước khi đặt cái ngực em chỉ cái chỗ này nữa. Trắng đen ở đây nó chia ra trắng đen nè. Thì cái giới hạn của cái bàn chạy vô trong nó tới đây là nó ngưng nha, nó không có chạy lên tới đây đâu nha. Nên thành ra anh có đặt cái ngực á, bệnh nhân có già mấy đi chăng nữa cũng đâu có qua khỏi đó thì không? Anh phải đặt, đừng có để cho nó qua cái dấu này là được. Anh đặt ngang đây là được. Anh đừng có kê bệnh nhân lên tới đây là nó tắt gì nó chụp mất dục lên đó có thể chụp luôn cái gì đen đó. Mình lấy cái bức này đi. Đây nè, đen trắng nè. Không phải, cái cây này nè, cái này nó di chuyển được. Tại vì là mình đặt bệnh nhân lên là mình nó chạy cột bệnh nhân lên. Rồi. À trước khi qua cái ngực em nói luôn cái sọ não ha. Cái sọ não mà chụp khó nhất mà trong cả không cả quan là chụp khó nhất của chụp cho ai? Chụp cho con nít. Chụp cho con nít là chụp khó nhất. Thì bây giờ mình làm cách nào để mà chụp cho nó một cách dễ dàng? Ví dụ đây là đưa nít, đây là đưa nít, ra cái đầu nít. Thì nó có khóc đi chăng nữa, có dỗ nó không bao giờ nó nín được hết đâu. Nít mà sao mà nín được bằng? Mình giải quyết bằng cách cho nó nằm như bệnh nhân vậy đó. Người nhà nó nằm úp lên đó. Người nhà nó nằm úp lên đó và lấy hai cái tay đó, ôm chặt cái mặt nó rồi. Thì khi mình chụp á thì những cái ngón tay này nó sẽ nằm ngồi nó không, tại vì cái mình là hình 3D chứ phải như là đi qua mỗi chồng với nhau. Nên thành ra, nhưng mà nhớ rửa cái nhẫn ra, nhẫn nó gây đặc cái tắc. Thì nằm úp chồng lên nó, ôm bằng hai mẹ con nằm chú chú sao nó lọt vô đây, hầu như sẽ lọt được, tại vì cái đầu nó nhỏ. Thì chỉ có cách đó mới chụp được sọ não chấn thương. Mà khi đã chỉ định ngồi kia chỉ định sọ não chấn thương mà mình không chụp được là ngồi kia đã quế mình rồi. Mà người nhà nó còn quế mình hơn hả, là nó dễ kiếm chuyện với mình lắm. Đó là cái cách chụp mà nhiều bệnh viện người ta không nghĩ tới, nên người ta cứ con nít vô người ta trả là làm người nhà người ta khó chịu liền. Còn đây bây giờ mình sẽ chụp cái ngực ha. Bắt cái đèn lên nè. Đầu tiên là chỉnh laser ngay cái cằm. Là nó đi từ trong ra. Nhưng đây mà cái đầu. Đây là cái cằm. Đúng rồi. Dạ, laser đặt ngay cái cằm. Cái đường giữa nè. Giữa là đường ngay đường nách giữa. Ok. Như vậy là xong ha. Ok chưa? Sau đó như vậy thì cái bàn nó sẽ đi đi ra. Cái bàn nó sẽ đi ra. Mặt bình ra tổng rồi. Mặt bình sẵn ở đầu rồi. Nhưng mà nó đi khi mà mình đặt cái ngực nó đi luôn xuống tới cái bụng không? Nó sẽ đi luôn xuống tới cái bụng trong trường hợp là em đặt đường web nó dài. Ở trong này em đặt đường web khoảng 350 là tới ngang cái phần là nó ngưng rồi. Không có xuống rồi đâu. Thì đúng tới cái phần đó được rồi. Em sẽ chút xíu nữa em sẽ nhắc mấy anh là chụp ngực bụng là để bao nhiêu một cách dễ nhớ nhất. Ok chưa? Sau đó tắt giùm em cái đèn. Set về zero giùm em. Ok. Rồi. Giờ vô chỉnh máy. Vô lấy chụp không chỉnh cái gì. Sao không phải rồi. 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 Bụng ha. Ở nhà mình chỉnh sao mình túi 40 nghìn. Người mang 40 làm gì chết lắm. Nhậu. Rồi. Bụng là chồng giùm em ập bụng à. Bụng không tốt. Á ngực chứ quên lộn. Ngực. Rồi em nói ngực luôn. Ngực nó sẽ đổ ra hai cửa sổ trung thấp và cửa sổ nhu mô phổi. Như cái phần sọ cấp cứu thì nó yêu cầu phải là nhu mô, não và xương. Thì thằng ngực sẽ là
nhu mô phổi và trung thất. Bây giờ mình ấn, mình chọn thao tác cái ngực chứ. Ngực không tốt à? Ngực không tốt. Dạ, anh ý thấy này. Đó. Chân vừa trước. Cái bàn đi ra. Đi ra. Ok. Còn nếu như mà bên cấp cứu nó lỡ nó quăng cái mình cái đầu vô thì mà anh làm anh bấm vào cái đầu vô trước. Được chưa? Còn rồi. Ok. Ngoài ra, ngoài ra. Ngoài ra. Để quét cái định vị đi đã. Đóng cửa rồi, đóng cửa. Đóng cửa chưa? Đóng cửa. Vị trí đầu đèn đang nằm ở dưới rồi nha nếu. Vị trí đầu đèn nghiêng, cái sọ nghiêng lúc nãy nó nằm ở 90 nha. Cái sọ thì 90. Còn cái này là nó nằm ở zero. Zero. Bấm mặc định rồi phải không? Mặc định, em mặc định hết rồi. Bấm cái scan test cho nó. Rồi đây nè. Con số này là từ zero tới 500 thì nó sẽ từ đỉnh phổi cho tới khoảng cái thận. Ha. 256 là khoảng cách của cái sọ. 512 là khoảng cách chụp của cái ngực. Và cái bụng là 512. 1024 là ngực và bụng. Chi là 1024. Nó sẽ trùng với lại là cái đồ phân giải hình ảnh 256 x 256, 512 x 512. 1024 x 1024. Cái đó là anh dễ nhớ nhất ha, giống cỡ phim một vậy thôi. Bấm tiếp cái nó sẽ quét. Quét cái hình định vị hả? Quét luôn hả? Quét hình định vị, quét quét mano. Quét hình định vị cho bạn xem. Ok nha. Đó, mình sẵn hết, không cần phải bấm cái nút này nói cô ơi chú ơi nín thở không có, em mặc định luôn rồi. Chụp là bệnh nhân hít hơi vào và nín thở lại. Chụp xong là bệnh nhân thở lại bình thường. Rồi. Đặt cái ngực và bụng nó dễ hơn một chút. Có nghĩa là mình chỉ cần đặt đúng cái vùng phổi hay vùng bụng là được rồi. Muốn ví dụ bệnh nhân mập quá kéo động nó ra. À, dưới này còn thiếu. Kéo xuống. Ok. Chụp là từ cái mũi tên này chụp xuống. Ok. Cái thứ hai nữa, anh thấy nè. Một cửa sổ phổi. Một cửa sổ trung thất. Và một cửa sổ để anh tái tạo 3D. Việc còn lại là mình chỉ chụp thôi. Là xong hết rồi ha. Là xong hết. À, không để ý tới cái đó nữa. Không để ý tới cái đó. Sau đó mình confirm. Có nghĩa là mình chấp nhận, mình chụp. Ok. Bàn nó tự chạy. Nó chạy vô vị trí để chụp. Đúng rồi, vị trí đầu tiên mà mình mặc định. Mình muốn chụp từ đâu tới đâu. Có chữ P đầu tiên phải bấm một cái scan test. Rồi. Tới lần chụp. Em chỉ luôn cái máy này nó còn một cái chức năng nữa. Có nghĩa là giống như là khi anh chụp X quang á, mà thấy bệnh nhân nó đang rung hay đang giãy gì đó thì anh phải bấm nút rời đi, anh giữ đợi cho nằm im rồi anh mới phát tiền, đúng không? Thì cái máy này, chỉ có cái máy này nó có cái chức năng đó thôi. Là anh bấm cái nút thoát trước. Cái nút này nó có chức năng là ví dụ bệnh nhân vùng vẫy rồi gì trong đó, anh ấn lại nói à, cô ơi nín thở lại hay là cô ơi nằm im, thì trong đó bệnh nhân nghe. Nhấn giữ bệnh nhân nghe. Còn nếu như bệnh nhân nói anh cũng phải ấn cái nút này thì anh mới nghe được bệnh nhân trong đó nói gì. Còn này là volume hả? Cái này là volume. Cái tai này là bệnh nhân nghe. Còn cái miệng này là bệnh nhân nói. Ngoài ra nó còn một chức năng nữa. Khi em bấm cái nút thoát này và anh bấm nút phát tia. Phát tia lần 2 nghe. Lần phát tia chính thức chứ không phải là cái lần mà rời đi đâu nghe. Anh ấn vào thì nó sẽ không có phát tia. Anh giữ nó không phát tia. Anh coi à. Bà nằm yên nè, nhất là cái sọ. Bà nằm yên nè, anh thả ra nó phát tiền. Cái nút là nút giống như kìm hãm vậy. Đúng rồi. Còn có bên kia giống như đắp đi chuẩn bị cho mình. Nhưng mà anh nhớ, anh bấm cái này rồi anh bấm phát tiền mới được. Chứ anh bấm phát tiền xong bấm cái này là không được nha. Nhớ thằng người bà là nó đã chạy rồi, nó chạy à. Thôi khỏi đi. Giữ cái đó đi mất công. Chuẩn bị sẵn rồi. Okay. Rồi, đây là cái hình mà mình chụp ra nè, cái ngực nó chạy. Rồi. À.
xong nó hỏi anh có chụp nữa hay không, không cần chụp nữa, stop, week at set. Mà trở về coi như là thoát hết ca đó ra rồi đó, xong rồi đó. Anh muốn chụp gì thì anh cứ lấy thêm anh chụp. Đó là phần chụp bệnh nhân. Chụp bệnh nhân là một trong những cái phần quan trọng nhất để mà mình... Và anh thấy đây số 1 không? Có nghĩa là có một file nó đang chuyển qua file kia. Em mặc định nó tự chuyển luôn, anh khỏi cần phải chuyển. Nó chuyển qua nó tự chuyển rồi. Qua máy trạm, nó tự chuyển, anh không cần phải bấm gì hết. Ha, đây nó đang chạy nè. Đang tiếp đang chạy được 300 hình hình, 400 tiếng từ sau. Ok ha. Rồi, coi như là cái tab gọi là tab scan nó tạm thời nó xong. Một hôm nào đó anh chụp tự nhiên anh thấy có cái cây này. Tự nhiên anh thấy có cây này. Anh không có chỗ nào để anh xóa nó hết á. Tại vì sao? Lúc thao tác vậy nè, cái tay mình nó ấn đúng cái nút F3 này nè, nó hiện cái cây này nó lên. Cái cây này nó không ảnh hưởng gì tới hình ảnh, không ảnh hưởng gì tới quá trình chụp hết, nhưng mà mình thấy ngứa mắt và mình không biết bỏ ở đâu. Nhớ cái nút F3 này bị nhiều lắm. Đây này mới nhắc bị nhiều lắm. Lần nào cũng điện hỏi anh Huy ơi, tự nhiên có cây này, em tìm không ra cái chuyện chỗ scale mà em xóa kia. F3 à, xong. Sau khi mình chụp xong thì hình nó sẽ tự đổ qua bên thằng auto view. Ở đây sẽ có auto view S, có nghĩa là auto view single, có nghĩa là auto tự động xem một bệnh nhân. Ở đây nó sẽ có auto view M là auto view multi, nghĩa là xem hai bệnh nhân. Ví dụ xem multi trong trường hợp nào? Ví dụ cách đây 5 ngày bệnh nhân có chụp một cái CT thì sọ não, xuống cái não, sau 5-10 ngày gì đó điều trị chụp lại, cái mình lốt hai cái hình lên, mình chạy cùng một lúc để mình so sánh hai cái hình mà thì đó, lúc đó nó là của một bệnh nhân mà hiện lên. Đúng rồi, hoặc là hai bệnh nhân coi trên cùng một cái cửa sổ bỗng đường à, chút xíu nữa mình đi sâu hơn ha. Rồi tiếp theo mình sẽ qua auto view. Khi qua auto view thì cái ca mình vừa chụp xong nó sẽ tự đẩy qua, tại vì nó auto mà, nó sẽ tự đẩy ra. Có nhiều trường hợp nó đẩy qua vậy nè. Đó, nó đẩy qua cho anh dạy. Thì có nghĩa là từng cái hình nó đang chồng lên nhau, cái rúp cano và cái rúp nhu mô phổi, cái rúp trung thất nó đang chồng lên nhau. Thì anh muốn đổi nó, anh muốn coi nó thì anh chỉ một là anh bấm cái nút này để anh đổi nó. Đó, nó sẽ nhảy ra nè. Nhưng khi quên thằng này đi, đừng làm những công việc khó khăn như vậy. Bấm vô cái nút email selector. Anh bấm vô cái nút email selector. Đây, nút này đây. Nó sẽ đổ nguyên cái khung dưới thằng chặt. Anh muốn qua cửa sổ phổi, ok. Double nó lên để anh qua cửa sổ phổi. Đó. Hoặc là bấm view cho nó nhảy lên qua cửa sổ phổi. Anh muốn qua trung thất, nhấp bấm view thì nó nhảy trung thất lên cho anh coi. Đó. Kéo quá mà. Đúng rồi, anh muốn qua tái tạo thì em bấm view, nó sẽ nhảy cái tái tạo lên cho anh con. Đó. Như vậy thôi. Là cái này cái view đi, cái email selector ở cửa sổ. Rồi mình coi trên cái màn hình chính. Đúng rồi, dạ. Cái trung thất này, ngoài ra nó cái thanh này gọi là thanh công cụ, nó sẽ có những lệnh như sau. Thứ nhất là filming. Thì anh chuyển qua cửa sổ in-film. Ha. Cine thì là anh sẽ coi cái hình nó chạy liên tục, cái này không cần phải coi nó chạy liên tục đâu, giống như cái hình quay video á. Cái email selector thì là nó sẽ cho mình, nó hiển thị cái khung dưới này cho mình chọn biết từng file một để mình coi. Ví dụ nhiều file thì nó còn số 5, số 6, số 7, số 8 thì cái cây này anh cứ việc kéo xuống, nó nằm dưới á. Tiếp theo là tới measurement. Measurement này có nghĩa là cho anh đo whole field, đo độ whole field. Ví dụ như trong này những cái vật kim loại này nè bao nhiêu, 2000 mấy là đúng nè. Nhưng anh sử dụng cái roi này nó như một dao hai lưỡi vậy đó. Anh muốn roi cái nào thì anh phải tập trung đo đúng cái đó, anh không để cho nó lẹm ra ngoài. Ví dụ ở ngoài đang là khí, cái này đang là kim loại, mà anh đo nửa trong nửa ngoài như vậy thì cái whole field nó ra âm 370 nè, ra một con số không có giống cái thằng nào hết đó.
khí cũng ra khí mà xương cũng ra xương. Đó thì thành ra nếu roi thì phải tập trung vào đây đúng cái vị trí mình cần roi, 3000 mấy là kim loại đúng không? Đúng rồi. Cái thứ hai là cái nút đo đà xong, ví dụ như anh roi xong cái trị số nó là nằm ở cái chữ min này ha, chứ không phải là nằm ở mét vuông với SD đâu, nó nằm ở chữ min này, hơ phiêu của nó nằm chữ min này ha. Tiếp theo là anh muốn bỏ nó đi thì anh nhắc vào nó, sau đó anh bấm nút delete. Delete đây không được, delete đây không có giá trị. Delete đây, delete này không có giá trị đâu. Đó. Anh bấm delete bằng phím không có giá trị, anh bấm delete ở trên màn hình này, không có giá trị. Còn anh muốn đo, anh nhấp vào cái cây này, anh đo kích thước. Nó cái đó mới có sử dụng, còn kia thôi không sử dụng. Đúng rồi. Sao? Đổ một kia. Cái, hai cái. Đo. Đó, là đo cái khối. 294 nè, đó, 66 nè. Muốn xóa nó, nhấp vào cho nó hiện hai đầu lên, delete. Nhấp phải nhấp vô mới dạ, xóa được phải không? Vào delete. Nguyên có đo khung này. Cái thể tích khối không? Đó tròn. Khối, đo thể tích khối bên nào? À, bên máy kia ha. À, scanner thì nó sẽ hiển thị lên cái scanner cho anh ha. Là cái thứ năm nữa không? Dạ. Cái zoom. Đối với zoom thì ở đây mình sẽ zoom theo cái mức của nó là bao nhiêu độ mình sẽ zoom theo. Nhưng như vậy thì nếu như ngoài những cái độ của những cái phần zoom của nó mình muốn zoom theo ý của mình thì sao? Thứ nhất muốn zoom nhắn chuột giữa, nhắn cái con chuột giữa này, con chuột này nó hơi rối nha, nhắn con chuột giữa và chuột bên phải hai con nha, hai cái một lần thì anh sẽ zoom. Mày cũng giống như cái kỹ thuật số của anh. Đó. Còn anh nhắn con chuột ở giữa không, anh nhắn con chuột ở giữa không này thì nó sẽ di chuyển. Di chuyển thôi. Dạ. Zoom là phải nhấn hai bên. Zoom là nhấn hai bên. Được. Lăn con chuột nó sẽ lăn cái hình ảnh đi. Lăn đi qua hình thứ một, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đúng rồi. Còn nếu như anh muốn lăn nhanh hơn thì anh nhấp chuột phải và chuột trái cùng một lúc anh lăn thì nó nhanh hơn. Wow. Anh lăn và nó nhanh hơn. Còn anh lăn chuột nó sẽ từ từ hơn. À, rồi. Còn cái nút chuột bên trái này nó không có tác dụng, ngoài cái việc là chọn từ dưới này thôi. Tiếp theo là filter. Filter thì cái này mấy anh cũng không đụng vào cái này giúp em, tại vì là nó sẽ ảnh hưởng tới chất lượng hình ảnh. Thứ nhất này, filter anh nhìn cái hình này nha, nếu anh chỉnh smooth thì nó sẽ mờ đi, nó sẽ mờ đi. Anh hang cho mình nó sẽ sắc nét hơn, sharp. Là chỉnh hình ảnh nhưng mà mình đã để mặt mình đúng là em để mặt mình nó phù hợp với lại là cái vị trí chụp rồi. Rồi ok. Cái này nó chuyên sâu hơn chút. Dạ. Anode là ghi chú. Ví dụ đây là sỏi thận. Anh ghi vô đây sỏi thận. Mà cái này mình cũng đừng nên ghi. Sỏi. Đừng nên ghi. Rối não. Thứ nhất là rối não. Rối nó sai. Thứ nhất là nó rối nó sai. Cái thứ hai á là máy ông lâm sàng xe tự đá. Đúng rồi. Đúng rồi. Mà chỉ đào mấy ông mà đó. Rối não. Mất công mà đem đi chẩn đoán người khác, người ta chẩn đoán khác hay chính gia nữa. Rồ tay có nghĩa là xoay. Xoay. Xoay hình. Xoay hình. Nhưng mà xoay ở đây nó cho mình xoay theo bao nhiêu độ là ý của mình. Ví dụ ở đây mình muốn xoay 12 độ thì mình đánh 12 độ ha. Còn cái này là trái phải, nếu ngược trái phải thì mình chỉnh cái này. Thực ra cái máy á nó không có lộn, mình chỉ có người lộn thôi. Từ lâu tới giờ mình cứ mặc định bên trái của mình là bên phải của phim. Nên thành ra ở đây có chữ R. Nếu như một hôm nào đó anh đưa bệnh nhân chụp phổi, đưa cái đầu qua trước mà anh chọn cái chân qua trước thì nó sẽ lộn trái phải. Thật ra nó không có người. Mà cái chữ này nó sẽ đổi thành chữ L. Mình không chú ý thôi chứ nó đổi. Ví dụ như bây giờ em xoay ngược nó lại nè. Đây nó đổi thành chữ L. À. Nhưng mà vì mình quen với cảm giác đầu của mình rồi đó. Còn nếu như mình sai theo ý mình thì mình bấm nút control. Bấm nút control và chuột ở bên phải thì mình sẽ xoay.
cái này lúc nào mình xoay theo ý mình. Rồi, phải khỏi đi. Không, cái này mình sẽ phải xoay xoay trong cái trường hợp đặt đầu bệnh nhân nó lệch hay là bệnh nhân cấp cứu cái đầu nó lệch. Chỉnh rồi xoay. Nhưng mà mình bấm nút control này mình xoay cho nó thoải mái. Mình nên khỏi vô độ, vô phải vô trong này. Còn nút screen save này là chụp cái hình lại. Chụp cái hình trong trường hợp 3D tái tạo 3D. Chụp cái hình lại thì nó sẽ lưu ở dưới này và mình lấy cái hình đó mình in. Chứ trong 3D cái này nó không có xuất file ra cho mình những hình này. Mình chỉ có việc chụp lại thôi. Ha. Nó tự hình nào phải không? Dạ, chút xíu nữa em bên tái tạo làm cho em xem. Cái này mình bấm một là bấm nút này, hai là bấm F7. F7 với nút chụp hình này là một ha. Tiếp theo là cái nút scale là cái nút F3 này này. Đó. Cái ở trong này thì mình có thể xóa nó được bằng cái lệnh này. Nhưng mà ở ngoài cái bên cái scale nó không có. Dạ. Rồi cái point này thì nó sẽ đo cái whole field điểm. Cái này cũng không đụng tới. Tiếp theo là cái path của setting này. Cái path này là gì? Có nghĩa là nó sẽ cho phép mình tái tạo lại hình ảnh. Tái tạo hình ảnh để mà mình chọn cái hình nào để mình in là hình nào mình không in. Ví dụ tổng cộng ca này là có 655 hình. Đúng nha. Cái group 2 này là cửa sổ phổi này nó có 80 hình. Đúng không? Nhưng mà mình chỉ in 29 hình thôi. Chứ đâu có thể mình in hết 80 phim đâu chỉ cái nổi. Đúng không? Thì mình sẽ bấm vô chữ bát rồi set nè. Rồi mình chọn, rồi sau đó mình start thì nó sẽ lâu. Cái bát process này nó sẽ tương ứng với nút chữ A ở trên này. Đây, cái nút này và cái nút này là giống nhau. Giống nhau. Thì mình sử dụng bằng cách mình giữ im chuột ở bên phải nè, mình giữ im chuột bên phải và cái chữ A này nè, mình giữ im chuột ở bên phải. Mình chọn. Bây giờ muốn in hình ASEAN 29 hình, chọn ASEAN. Thả ra. Chọn ASEAN. Nó sẽ hiện cái cây màu vàng lên. Đây là hình ban đầu nè. Group ban đầu nè. Nhớ nó chỉ hiện lên khi mình chọn một group. Chọn một hình nó không hiện tại vì ông tái tạo nó phải chọn nhiều hình ông mới tái tạo chứ ông chọn có thằng tương biết đường đâu tôi tái tạo. Đây, nếu như mà chọn một hình, anh nháp chuột, anh vào ASEAN nó báo lỗi. Đúng rồi. Nó kêu không được tại vì là mày chọn có hình nào mà sao tao làm. Bây giờ chọn nguyên group. Một, có hai cách chọn nguyên group. Một là nhấn vào cái thanh có tên này. Thứ hai là nhấp vào một hình, sau đó đẩy ra sau thì nó sẽ tự chọn hết. Chọn một hình, bấm chuột bên phải, đẩy ra sau thì nó sẽ chọn hết. Đó. Nhưng mà tốt nhất ấn vào ra cho nó chọn hết nha. Rồi. Và cái chữ A này nhấp chuột bên phải. Rồi. Chọn ASIO. Nó sẽ hiện cái thanh màu vàng lên. Thanh màu vàng này nó sẽ có chức năng gì? Thứ nhất là anh sẽ chọn từ vị trí đầu tiên anh muốn in. Bấm start. Và chọn vị trí cuối cùng anh muốn in. Anh bấm end. Ok. Độ dài lát cắt ở cái sọ não ngực bụng là 5. Này mình phải tự chọn ha. Dạ, cái này mình phải tự chọn. Độ dài lát cắt sọ não ngực bụng là 5. Số hình anh muốn bao nhiêu hình anh chỉ việc bấm vào đây. Ví dụ ở đây bây giờ anh muốn ở đây 23 hình với một cái hình định vị nữa là 24 hình. Anh đánh đây 23. Anh enter, cái này enter nó mới hiểu nha. Bấm enter. Nó ra 23 hình. Và cửa sổ này anh phải đặt tên. Anh không đặt tên cũng được. Anh để ASEAN nó vẫn nhảy ra ASEAN. Bây giờ anh đặt tên là in. In ASEAN. Anh save nó lại. Thì nó sẽ nằm phía dưới này. Nó lúc đó nó lên những cái hình đó. Đây, cái group này đây. 24 hình. Cái này là hơi căng đấy. Đó. Cái này là phải nhớ. Cái bước này là một bước interview. Interview này. Đây. Đây là cái group ASEAN. In ASEAN. Nhưng mà đó là mà do mình dọn, còn kia nó đổ ra quá. Nó đổ ra nhiều để cho bác sĩ đặt. Cái này chuyển qua, chuyển ra để chọn. Còn nếu như anh muốn á, em vẫn tạo ra được một cái group đúng 23, đúng hình vừa hình cho anh đi. Là 29 hình cho anh chỉ việc quăng qua thôi. Theo em nghĩ á, là nên là một cái group 29 hình thôi. Một cái group chuẩn luôn. Một cái group chuẩn. Có nghĩa là hai cái group.
hai cái đúp là cửa sổ phổi và cửa sổ trung thất này là chuẩn luôn. Để anh in, em sẽ ghi cái tên đó là cửa sổ phổi in. In trung thất, in phổi. Rồi em tạo ra một cái phần tái tạo riêng để mấy anh muốn đọc lát mỏng hay là gì đó là riêng. Rồi, ok ha. Nhưng mà thêm cái phần cái đó in là riêng. Rồi, mình khỏi mất công. Rồi khỏi mất công vô chọn 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 nó lộn nữa. Rồi in ra. Rồi đây như mấy anh Thành, anh Tú thì quen rồi. Quen rồi. Còn mình là cứ bình dân học vụ đi hả? Đúng rồi, đâu gấp. Rồi, không có gấp. Cho chuẩn thôi, chuẩn. Khi mà mình in, khi mà mình in còn muốn Corona thì mình chọn Corona. Muốn Sagittan thì mình chọn Sagittan ha. Còn muốn trở về hình ban đầu thì bấm 2D. Cái đó là cái tái tạo mình muốn. Đúng rồi. Rồi giờ chút nữa là chỉnh. Em chỉnh luôn. Rồi ok. Đặng, nhiều khi có mình ở đây mình xây sở chọn chọn nó lộn cái mất công phiền rồi phải điện tới điện lui nữa. Ngực đó là ngực không tốt, cái này 500 hơi cao, này còn 350 thôi, 370 rồi. Mỗi cái đi, cái sọ não, cái ngực. Sọ não bạn... xong rồi, sọ não xong rồi. Đó luôn rồi, phải không? Đây, bây giờ nó mặc định nó sẽ 29 hình. Rồi, ok. Công việc của anh là chỉ quăng nó qua in thôi. Đó. Rồi, còn cái hình này là 361 nè, cái hình này nó là để cho mấy anh tái tạo vào đây. Đúng rồi. Lỡ mà những cái hình kia nó có thiếu gì, mấy anh lấy trong này ra, mấy anh tái tạo để mà đi. 1 cái bụng này không có cửa sổ như mô, nó chỉ có đúng một cửa sổ bụng thôi. Chậu. Chậu thì bắt buộc là nó phải có một chậu cũng vậy. Chậu nó có vậy. Một cửa sổ thì mình đưa qua bên chậu qua cái phần hình luôn. Đó, tái tạo thì riêng. Tại vì cái khung chậu bắt buộc phải anh phải tái tạo 3D. Tái tạo. Do đó này anh một hình tái tạo. Một cái tái tạo. Rồi, như vậy thôi. À, cái son nữa. Đối với cái son á thì nó còn độc đáo hơn nữa. Đối với cái son thì khi mấy anh chụp xong á khi mấy anh chụp xong thì nó sẽ tự động đổ hình Corona và Sagittan cho mấy anh luôn. Mấy anh không cần phải tái tạo nữa ha. Nó 14 hình, có nghĩa là anh 14 hình với hình định vị. Anh ghép hai thành 28 với hai cái hình định vị nữa là 30 cái tấm rồi, không liên nhiều. Nhưng mà ghép hay là có mặc định không? Có nghĩa là hình xong á, nó đổ ra là mặc định. Còn nó đổ ra là 14, còn chọn hình in là bắt buộc mấy anh phải ghép. Ép vô, ép vô. Chứ bệnh in nó không, máy nó không thông minh tới nỗi mà nó chọn hình để mà nó in đâu. Mình chọn hai cái vô chung. Chọn hai cái vô chung. Đưa qua in, anh bấm phim in, nó sẽ qua trang in. Đó, rồi cái phần nhớ cái phim in nha. Nhắn phim in, nó sẽ qua trang in. Phim in là bấm vô cái nào trước, bấm vô cái trước khi qua trang đó. Auto view nè, trang in nãy là mình đang làm trên cái scan. Auto view, scan nè. Đầu tiên là cái scan nè. Rồi. Scan xong qua auto view nè. Auto view xong qua phim in nè. Qua đây là thứ hai. Dạ. Filming, direct story là chọn bệnh nhân. Yeah.
anh nhớ cái chữ directory này nha. Cái chữ directory này nó sẽ theo suốt cuộc hành trình của cái máy này. Ví dụ bên AutoView, bây giờ anh không muốn, anh muốn in lại cái ca ngực, anh cũng phải vô directory. À, in cái sọ thì anh vào lại cái tag sọ lúc nãy anh chọn load nó ra. Anh muốn ca nào thì anh phải vào directory để anh chọn ca đó. À, cái AutoView nó chỉ đổ cái ca mới nhất của anh chụp thôi, ngoài ra nó không có đổ ca nào hết. À, rồi filming directory anh chọn ca ngực, căn ngực lúc nãy này load. Ở đây nó sẽ hiển thị máy in CT. Nếu như có máy in X quang thì gì đó, nó sẽ có khi nó sẽ hiển thị hết lên đây, nhưng mà anh chọn máy in CT. 5 × 6 là 30, tại vì lúc đầu anh lấy có 24 hình thôi đúng không. Thì bắt buộc ở đây anh phải là 4 × 6. Anh cứ sổ xuống nó sẽ có nè, 1 × 1, 1 × 2, 1 × 3, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, 3 × 3, 3 × 5, 4 × 6 nè. Và anh cầm cái rub in này nè, anh quăng qua. Có cái chữ in á thì anh, một là có cái chữ in, in phim thì anh quăng qua. Thứ hai, cái số hình ở đây nè, anh thấy nó phù hợp. Ví dụ như em mặc định nó là 29 thì cái in, và anh em sẽ đặt cái tên đây là in cái gì đó. Anh thì cầm anh quăng qua ha. Ở dưới này nó sẽ có một cái khung select on, có nghĩa là anh chọn hết. Select sheet có nghĩa là anh chọn từng tấm, nếu có tấm thứ hai nữa thì nó chọn. Select series anh sẽ chọn từng cái series. Ví dụ như xe guitar với Corona nó là 2 series thì anh gộp chung vô. Khi anh muốn chỉnh thì em bấm select series thì nó sẽ chọn từng rút chặt. Giống cái song là đúng rồi, giống cái song là select series song mà ghép hai cái vô nhau đúng rồi, là cái Corona với xe guitar đó. Transfer có nghĩa là anh muốn chuyển cái này qua trạm hay là qua phim hay qua e phim hay qua VT rồi gì đó. Print là in, delete là xóa. Ha, delete là xóa để làm lại hả? Đúng rồi. Và khi anh in xong, anh bấm nút print xong thì tất cả những hình ở đây nó đều biến mất hết. Anh delete nó cũng biến mất hết. Nè, bây giờ em bấm delete nè, nó biến mất. Làm lại. Hoặc xong một ca hoặc là bị lỗi gì đó. Ví dụ bị lỗi một hình nè. Anh bấm delete, nó xóa đúng hình rồi. Còn những cái thanh công cụ này nó hoàn toàn giống như bên kia, nó không khác, nó giống, chỉ trừ cái nút apply on này là nó khác. Nút apply on này có tác dụng cái gì? Anh sẽ chọn cái hình to nhất để anh chỉnh sửa. Ví dụ cái hình này là to nhất, anh double nó lên, anh bấm 2 lần double nó lên. Thứ nhất là anh zoom nó lên cho nó bự ra, và anh di chuyển nó vào trung tâm cho mất những cái hình không cần thiết đi. Sau đó anh bấm apply on thì tất cả những hình này nó sẽ đi theo hình. Anh chỉ chỉnh một hình thôi, anh chọn hình lớn nhất. Nếu hình lớn nhất mà không bể thì những hình khác nó chắc chắn nó sẽ không bể ha. Anh bấm apply on, tất cả hình đi theo hết. Sau đó anh tắt đi và việc còn lại của anh là ha. Ok, transfer đó mình chuyển transfer bấm vào, mình muốn chuyển đi đâu, vào vai trì xuất qua đĩa để mà ra một cái file đúng rồi. File mềm được không? File mềm, file mềm thì phải làm bên này. Qua trạm. Qua trạm. Tại vì cái máy này á, nó chỉ hiểu đúng một file thôi, là file DICOM, là cái file để mà in phim á. Còn lại nó không hiểu file nào hết. Delete cho nó mất tiền ha. Rồi. Tiếp theo là phần raw data này mình để sau ha. Tại vì raw data này, nếu như anh nắm được cái raw data này thì hầu như anh nắm được toàn bộ cái máy. Khi mình chụp ở đây nó nhiều hình quá, mình xóa hết hình đi, mình giữ raw data lại. Nếu bệnh nhân cần, mình lấy raw data mình tái tạo thôi. Thì cái thằng này nó hơi rối chút xíu, thì em sẽ để sau. Để nó liên tiếp hơn á. Thì anh thấy cái thằng chữ A này nè, nó có chữ MPR. Thì nó tương đương với thằng MPR này. Thằng này nó chỉ cho anh coi đúng một cái ASEAN, Sagittarius hoặc Corona. Còn thằng MPR này nó cho anh coi đúng 3 chữ số luôn. Thấy tụi nó vô này không à? Vô này không à? Cái bên kia ngoài kia là lập nhanh. Vô directory chọn cái ca ngực, chọn cái rất nhiều hình nhất này.
khi mà anh vào MPA thì bắt buộc anh phải chọn cái group có hình nhiều nhất. Hình càng nhiều thì cái hình nó càng nhiều. Đẹp. Anh load. Nó lượt 3 cửa sổ. 3 cửa sổ. ASEAN, Corona và Sagita. Muốn tái tạo thì anh bấm vô bắt MPA. Lúc này nó xuất hiện cái cây màu vàng. Lúc này anh có thể tùy chỉnh ở ba cái cửa sổ N star chỗ nào cũng được. Ha. Còn ngoài kia anh chỉ làm được đúng một cái trọng ASEAN nó ra ASEAN, Corona nó ra Corona, Sagittan nó ra Sagittan. Nhớ chỉnh ở đây độ dài ra cắt là 5. Hình thì tùy mình. Ha. Hình muốn 23, 29, 1 hình, 5 hình tùy. Comment là đặt cái tên cho nó khỏi trùng, mình dễ gì. Ví dụ cái này nếu mà không đặt để luôn. Để luôn thì nó ra cái chữ Corona. Để luôn là khi mình chọn thì nó theo Corona, ASEAN, đúng là cái toàn vậy. Lúc nãy em đang chọn Corona đúng không? Bây giờ em bắt qua cái ASEAN thì nó chảy ASEAN. À. Nhảy qua cái hình ASEAN. Đúng rồi. Còn em tái tạo Sagita thì nó sẽ nhảy Sagita. Còn em để con chuột đây, em bấm bát thì nó là nhảy Sagita. Nó theo cái hình mặc định của nó là nó cũng tên. 5, 23. Khi mình chọn 5 ở một hình này thì tất cả hình phía sau nó đều chọn 5 cho mình hết. Khi mình xoay một hình này, khi mình bấm ở đây vào đây thì mình bấm control, mình xoay một hình này thì tất cả hình trên này nó đều xoay theo. Xoay theo. Đó là MPA. À. Muốn thoát cái MPA này, một là anh chọn một cái ca mới. Chọn một ca mới. Còn muốn thoát luôn thì anh nhấp vô cái chữ nó sẽ hiện 40 này, 1234 này, đúng không? Anh nhấp vào cái nút này nè, anh giữ chuột bên phải và bấm close thì nó sẽ tắt. Chuột phải close. Cái này thì anh chưa nhớ đó. Nếu như không nhớ thì không cần phải nhớ thằng này, cứ để yên thằng đó cũng được. Bấm ví dụ cái bảng tên. Dạ đúng rồi. Ví dụ thằng test này đi. Không, nhưng mà nếu mà sau khi cái đó đang làm á mà chụp bệnh nhân mới thì vẫn vô cái. Vẫn vô cái directory này chọn bệnh nhân mới thì nó vẫn nhảy ra, nó bỏ cái bệnh nhân cũ đi, nó chọn bệnh nhân mới. Không, vô chụp nè, giờ cũng như đang cái cửa sổ này nè, có bệnh nhân mới để mình vô mình chụp. Quay về cái scan này, quay về thế nào? Quay về cái scan. Rồi bấm vô cái nhập. Nhập nó, đó. Cái quan trọng những cái phần đó nó thoát ra là mình nhưng mà cái MPA và cái AutoView nó khác nhau chỗ nào? Cái AutoView sau khi mình scan xong nó sẽ nhảy qua cái AutoView nó nào. Còn cái thằng MPA khi mà anh chọn bệnh nhân trong này, anh có chụp một thêm một chục bệnh nhân mới, nó vẫn nằm đúng cái bệnh nhân anh chọn ở directory nè. Và đã chọn rồi. Đã chọn rồi thì nó nằm im đó. Và phải thoát nó ra. Phải thoát nó ra. Hoặc một là anh close, anh thoát hẳn nó ra. Hai là anh vô directory. Rồi, anh chọn để cái càng mới. Càng mới. Rồi, để nhiều khi nó để vậy nó vô tìm ở ngoài cũng ra. Đó, anh phải chọn một càng mới. Ok, ok. Đó là cái phần MPA. Những cái phần này hoàn toàn nó giống nhau hết và anh cũng chả cần phải đồng vào nó làm cái gì. Là cái phần này là cái phần của cái thằng chữ A nãy hả? Thằng MPA và cái thằng chữ A hồi nãy là giống cái nhau phần này phải không? Đó, cái phần này giống nhau. Cái thằng quỷ này thì mình phải chọn từng cái từng cái. Đúng, cái thằng chữ A này mình phải chọn từng cái từng cái. Từng cái trên này còn nếu còn MPA là mình chọn hết cả ba mặt phẳng. Nên tốt nhất là vô đây làm. Vô đây làm cho nó tắt trước đi. Nó, rồi nó, còn nó, cho nó ba thuận thuận thục rồi mình phải làm vô đây chọn từng cái. Dạ. Tiếp theo là cái thằng 3D. Qua 3D này xong là đi ăn cơm được rồi đó. Đúng.